Kèo thì solo luôn ông Góc, sợ gì, Ngọc chưa biết con ngán là con gì luôn. Chứ gì thay lại lòng thay dạ là bạn Nam Trung Thủy là sự lựa chọn đó. Chụp hết bình luận lại gửi cho người yêu Dũng Mạnh nha. Dũng, Ngọc đấy in bốn em gái cho mình đi hay lắm, mặt cười nhăn răng. Gì vậy trời? Sẽ đấy info em gái cho mình đi hay lắm mà ra Hoàng ta. Long, đánh nhau với top 3 SV luôn. Đấy như hơi top 3 server chỉ có để nó cắt tay thôi. Mafia này, Mafia này hôm trước mình xin vào không cho này, cay thế nhở. Kiểu coi thường mình clone á mọi người. Đó, Nguyễn Quốc Dương nhá, hello Hiếu Tàu. Trần Văn Dũng, người yêu Dũng sống ở thời kỳ trước công nguyên. Vãi cả nhau, em tặng sao được? Ủa sao em không tặng sao được? Dũng này tài xỉu ít thôi nhá, lú lắm rồi. Vậy cả hỏi dùm ông ẻc của bốc phét y tôi nhá. Thầy thích hỏi nhắn tin hỏi cho Ngọc luôn chứ việc gì phải hỏi dùm đúng không? Quận chúa luôn, khét. Soan Chan, em gái chỉ nặng bao nhiêu ký? Em hỏi gì làm gì, tự nhiên hỏi cân nặng. Nay nhìn nuột thế, ơ thế nói thế là mỗi hôm mình tàn tạ lắm à, nghe buồn đấy nhở. Gì chị giờ không, Trong cái gì Turn chị giờ Gaming, không solo chị liên giờ quân không nữa solo à? LQNX à chị? Ô có khi nào là chị không solo không đâu, có kèo thì chị solo ngay mà, mình ít khi solo mà, trời nói có làm cho mình solo nhiều lắm ấy. Gì có nghĩ yêu rồi hỏi dùng ông ẹc thôi, nhưng mà ông ẹc đâu cần hỏi dùng đâu. Cái gì đây, Trần Văn Dũng comment gì này, và ai để luôn đạo lý nữa ông nội ấy. Mai chị lại cả danh liên quân Đặng tí, chị Phúc, 10 giờ chị chào like chị giờ, nha. chào Đặng Phúc nha. Ôi Ngọc công nào mà chả nuột cho solo với tổng thống như chị á. Tổng thống solo với tổng thống á, bây giờ chạy ra mình inbox mình cả solo đúng không, xong cái mình thua thì quê lắm Còn anh bố em ạ. tao, chào chị Nho. Chào con bố tao nhá, em gái chị có đẹp không? Ok em nhìn chị này em biết em gái chị như nào rồi đấy. Cái gì ông em bảo bà Ngọc tao trầm ông nước, chụp lại comment Khang Duy hỏi xem có phải thầy bảo thế không nhá. Trần Văn Dũng, chúc em buổi tối vui vẻ. Anh đi kéo khách đây vãi cả nhau để luôn. Cảm ơn anh Dũng nha. Solo anh tổng thống đi chịu luôn á. Chả nhẽ giờ mình inbox mình gạ solo thì xong mình thua thì quê lắm, hay hay là mọi người giả vờ con bật vào chỗ like anh tổng thống thì bảo là solo với Vũ Minh Ngọc đi Khang để Duy, cho để anh qua tổng ông thống Bẹt gạ nói mình ông Bẹt. solo đúng không, anh tổng thống gạ mình solo xong mình có thua thì mình cũng không bị quê. Liên quân chiến giờ em ơi, chưa đến giờ liên quân cứ thế thôi. Trần Văn Dũng, nhờ em nhắn lại với Công Kiên không có tuổi solo. Cái gì mà nhớ nhắn lại với Công Kiên, ôi em không biết gì hết á, nó không biết gì hết nha. Nhàn đấy nhở. Ủa Mr. Võ này là ai mà đứng đây nãy giờ vậy? Đang
đang xem bóng đá bà cấp ơi. Thôi bóng đá Soan gì? Chan, chị có đồng ý cho em gái chỉ làm người yêu em không? Không. Xuân Trần có đẹp trai không? Khoai to không? Đừng có quảng cáo nữa, anh Dũng tha đi. Vậy là chị like đến sáng, tí xỉu giờ lại tìm luôn ông cóc ấy. Để luôn.